OK, tôi đang đợi đi ra tiệm đó. Từ nãy giờ tôi đi một vòng từ đằng trước đằng sau ha. Đằng trước nhà tôi đằng sau để tôi có đường băng qua đường này đó. Từ đây ha. Đó là nhà tôi đó. Từ đây để đi đến đèn xanh đèn đỏ đằng trước kìa, thấy không? Là một con black đường dài, black tức là một quãng đường ha. Black tức là một khúc. Thụ như black of wood tức là một khúc khúc cây, khúc củi ha. Black cũng như engine black tức là một một khối khối máy xe á. Nó gọi là engine black, black là một khối, một khúc, một quãng đường, cho nên tôi sẽ thông dịch nôm na là một khúc đường. Mà từ đó đó là một black đường rồi, bây giờ đến đây một black đường nữa đó. Ngay đây tôi quẹo này không, hai black đường là tới tới tiệm rồi, nghe thấy không đó. Tiệm và nhà rất gần nhau cho nên tha hồ đi đi về về rất là tiện nghi, không có gì đẹp bằng cái mà có nhà sát tiệm đó. Tiệm tôi thì Euro này ha, các bạn thấy Euro vàng, xong đến Metro PS, PCS, xong rồi đến Nail Art. Nail Art là tiệm của tôi đó, Nail Art Salon. Ok. Ở đây